Theo thông tấn xã Việt Nam, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến mới ở Donbas trong khi ổn định tình hình ở tỉnh Kursk, nơi chiến dịch xâm nhập của Ukraine phần lớn đã bị đình trệ. Trong tuần qua cuộc xung đột Nga-Ukraine đã được đánh dấu bằng các cuộc giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn dọc theo tiền tuyến ở phía đông Ukraine, với việc quân đội Nga tuyên bố giành được những bước tiến mới ở Donetsk, cũng như ổn định tình hình ở tỉnh Kursk, nơi chiến dịch xâm nhập của Ukraine phần lớn đã bị đình trệ. Giao tranh ở Donbas dữ dội, lực lượng Nga chiếm thêm các vùng lãnh thổ. Quân đội Nga đã đạt được những bước tiến lãnh thổ mới ở Donetsk, tiếp tục tiến về phía tây bắc thị trấn Oseretino, nơi từng là một thành trì lớn của quân đội Ukraine. Thị trấn này từng là trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Kiev và là điểm tập kết chính trong nỗ lực không thành công nhằm ngăn chặn lực lượng của Nga sau khi pháo đài Avdiivka thất thủ vào đầu năm nay. Trong tuần, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía tây và tây nam từ thị trấn Oseretino, giành thêm nhiều ngôi làng trong khu vực, cụ thể là Ptychie, Skatnoi, Kaklovka, Yavetnoi và Yuravka. Cuộc giao tranh hiện vẫn tiếp diễn ở thị trấn Ukrainsk và Selidovo, trong khi ngôi làng Galitsinovka được cho là đã bị quân đội Nga chiếm giữ. Lực lượng của Moscow dường như đang mở rộng vùng kiểm soát của mình để củng cố các bên sườn trong khi tiến về phía thành phố Pokrovsk, khu định cư lớn cuối cùng do Ukraine kiểm soát trong khu vực. Đây cũng là trung tâm hậu cần, tiếp viện quan trọng của lực lượng Kiev cho chiến tuyến ở Donetsk. Những bước tiến mới của Nga cũng được báo cáo gần nơi gọi là Vyaimevka Let như một chuỗi các ngôi làng ở phía tây vùng Donetsk, nơi đã chứng kiến giao tranh ác liệt trong cuộc phản công thảm khốc của Ukraine vào năm ngoái. Hôm 4 tháng 9, quân đội Nga tuyên bố giành được Prichistovka, một ngôi làng nằm giữa Vyaimevka Let và thị trấn Ugoda do Ukraine kiểm soát. Thị trấn khai thác mỏ này nằm trên đỉnh đồi, đã được Kiev biến thành một pháo đài lớn. Quân đội Nga cũng báo cáo những lợi ích mới ở thị trấn Torez, giành quyền kiểm soát làng Pivnitsnoi nằm ngay phía đông thành phố Donetsk. Quân đội Nga được cho là đã tiến vào Torez vào cuối tháng 8 và giao tranh vẫn tiếp diễn bên trong thị trấn. Trong khi đó, phía Ukraine lại báo cáo rằng, trong tuần qua, các lực lượng Nga đã chiếm được ít lãnh thổ hơn đáng kể theo hướng Pokrovsk so với các giai đoạn trước đó. Trích dẫn dữ liệu từ các nhà phân tích quốc phòng, hãng tin độc lập Agence của Nga vào ngày 7 tháng 9 nói rằng họ ủng hộ tuyên bố gần đây của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi rằng cuộc tấn công của Moscow gần thị trấn quan trọng này đang mất dần sức mạnh. Trang web giám sát Deep State của Ukraine do cộng đồng đóng góp đưa tin rằng trong tuần qua, lực lượng Nga chỉ chiếm được 10 km vuông gần Pokrovsk. Đây là một sự sụt giảm mạnh so với con số 73 km vuông được cho là Nga đã chiếm được từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Chiến dịch tấn công Kursk của Ukraine bị đình trệ. Cuộc xâm nhập đang diễn ra của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga dường như đã mất đi động lực, khi tiền tuyến vẫn hầu như không thay đổi trong khu vực. Không bên nào đạt được bất kỳ thành quả lãnh thổ đáng kể nào, và các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng lân cận các ngôi làng Borki, Malaya-Lobnia, Kazak-Ilobnia, Korenevo và các địa điểm khác. Quân đội Nga đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công trong tuần, cũng như tiếp tục các cuộc tấn công tầm xa vào lực lượng dự bị Ukraine đang tập trung tại tỉnh Sumy, nằm giáp Nga. Lực lượng Ukraine cũng đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và pháo binh trên lãnh thổ Nga. Hôm 6 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về việc phá hủy một khẩu pháo tự hành Seiya do Pháp sản xuất tại làng Nikolayevo-Daryano do Ukraine kiểm soát nằm gần biên giới. Phía Nga phát hiện thấy khẩu pháo 155mm của NATO và một xe hộ tống đang di chuyển với tốc độ cao qua ngôi làng trước khi tiến vào một khu rừng rậm. Cảnh quay do quân đội Nga chia sẻ cho thấy, địa điểm này đã bị pháo binh Nga nhắm tới, với một vụ hỏa hoạn lớn được ghi nhận sau cuộc tấn công. Theo ước tính của Moscow, quân đội Ukraine đã chịu thương vong nặng nề kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công Kursk vào đầu tháng 8. Phía Nga đưa ra những con số chưa được kiểm chứng là Ukraine chịu 10.400 binh sĩ thiệt mạng và bị thương, thiệt hại 81 xe tăng, 41 xe chiến đấu bộ binh, 74 xe bọc thép chở quân và gần 600 xe bọc thép khác. Lực lượng Ukraine cũng đã mất 7 hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất và 5 hệ thống MLRS-M270. Nga tấn công sâu qua phòng tuyến Ukraine. Tuần qua được đánh dấu bằng nhiều cuộc tấn công có độ chính xác cao của Nga vào các cơ sở quân sự ở phía sau chiến tuyến của Ukraine. Hôm 3 tháng 9, quân đội Nga nhắm vào một trung tâm huấn luyện của Ukraine tại thành phố Poltava. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cơ sở này được sử dụng để đào tạo các chuyên gia tác chiến điện tử và người điều khiển thiết bị bay không người lái của Ukraine. Chính phủ Ukraine cáo buộc vụ tấn công của Nga vào Poltava làm 55 người thiệt mạng, 328 người khác bị thương. Các loại vũ khí của Nga,
có khả năng là tên lửa đạn đạo được bắn ra từ hệ thống Iskander-M, đã gây ra thiệt hại nặng nề cho tòa nhà. Cuộc không kích Poltava đã trở thành một trong những sự kiện gây thương vong hàng loạt lớn nhất mà quân đội Ukraine phải gánh chịu trong suốt toàn bộ cuộc xung đột. Một cuộc không kích hàng loạt khác đã được báo cáo vào 4 tháng 9, khi quân đội Nga phát hiện ra một điểm tập kết của Ukraine gần làng Bedrit, tỉnh Sumy. Một nhóm lớn quân nhân Ukraine, cũng như nhiều xe tải, xe bọc thép, đã bị tên lửa đạn đạo Iskander-M mang theo đầu đạn nổ mạnh tấn công. Cuộc không kích đã phá hủy và làm hư hại nhiều phương tiện, với hàng chục binh sĩ Ukraine dường như đã thiệt mạng. Săn lùng pháo binh do phương Tây cung cấp, quân đội Nga đã tiếp tục nỗ lực truy tìm và phá hủy các hệ thống pháo binh tầm xa của Ukraine, bao gồm M142HIMARS do Mỹ sản xuất và hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270MLRS. Các bệ phóng tên lửa đa nòng đã được Kiev tích cực sử dụng để hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng xâm nhập ở tỉnh Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một chiếc M270 và một chiếc M142 đã bị phá hủy trong tuần này gần làng Krabovichina. Các bệ phóng đã bị phát hiện tại một vị trí bắn được che giấu trong rừng. Một video khác đang lan truyền trực tuyến cho thấy cảnh phá hủy một chiếc M270 gần làng biên giới Saki. Hệ thống này được phát hiện khi đang di chuyển dọc theo một con đường đất đến nơi ẩn náu trong rừng. Khi đến nơi, nó đã bị một tên lửa đạn đạo có đầu đạn nổ trên không bắn trúng. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đã tìm thấy và phá hủy một chiếc M270 khác gần làng Rubnevka. Hệ thống này đã bị một tên lửa đạn đạo bắn trúng với nhiều vụ nổ thứ cấp và một đám cháy lớn được quan sát thấy tại hiện trường.